tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết Châu Về Hiệp Phố của tác giả nhà văn Phú Đức. Tác phẩm được in tại nhà in Xưa Nay và phát hành tại Sài Gòn năm 1926. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 32. Năm Mạnh vâng lời Hoàng Ngọc Ẩn đi ra ngoài đường. Lục Tặc gặp mặt đi lại hỏi rằng: Anh Năm, anh có gặp thầy Hai không mà trở ra mau dữ vậy? Có, anh vừa đi vào thì gặp thầy và có báo tin rồi. Dạ, rồi thầy Hai liệu thế nào? Anh nói thì thầy suy nghĩ trong một phút đồng hồ, rồi biểu anh ra ngoài này mà làm như vậy, như vậy. Dạ, hay lắm. Thầy Hai thiệt là lẽ trí vô cùng mà. Anh phải làm thế nào cho khôn khéo, đừng cho ăn trớt thì uổng lắm đa. Em khéo lo thì thôi, mấy khi mà thầy Hai biểu sự gì mà anh làm không thành. Bây giờ hai anh em mình kiếp đồng hành, ngõ chung mà lo cho trọn. Năm Mạnh đi trước, Lục Tặc đi sau. Khi gần đến cái xe hơi của bọn chà, Năm Mạnh kề miệng vào tay Lục Tặc mà nói: Kìa, ba thằng chà ngồi phía sau trên một cái xe lô ca sông. Em đứng đây để anh đi lại gần coi có quen biết người shopper xe đó không đã. Năm Mạnh đi ngang kề một bên, thấy shopper chánh và có một cậu ếch, tức là phụ xe, ngồi gần bên nói chuyện sầm xì. Năm Mạnh ngó thoảng qua biết không có quen nên giả bộ đứng ngó vào nhà của nàng Lệ Thủy. Năm Mạnh nghe cậu ếch hỏi shopper chính rằng: Mấy con lọ nồi này có bộ có xu nhiều quá à, anh tính đập nó nhiều ít. Mấy thợ mà gặp mồi ngon này, tao đập nó như mấy chị đập cá ở chợ Sài Gòn mới. Tụi nó tính mướn đi trong 2 giờ mà tao làm nó 15 miếng. Chá, nếu vậy thì khoái biết bao nhiêu. Năm Mạnh đứng nghe hai người nói chuyện thì khó nín cười. Thình lình quan lãnh sự Hồng Mao đi lại, nói chuyện bằng tiếng ăn lê với ba người chà, dặn ở ngoài chờ, rồi trở lại đi với quan biện lý, quan chánh sở mật thám và hai thầy đội vào nhà nàng Lệ Thủy. Năm Mạnh nán đứng lại vài phút đồng hồ. Kế thấy ba anh chà bước xuống xe, đi lần lại trước cửa ngõ mà trông vào nhà nàng Lệ Thủy. Năm Mạnh đi lại gần cái xe hơi, nói với shopper chánh và cậu ếch rằng: Hai chú biết tôi là ai không? Shopper chánh nói: Không, tôi chẳng có quen biết chi anh hết. Cậu ếch giọt miệng rằng: Ê, mà chú hỏi làm gì? Năm Mạnh làm nghiêm nói rằng: Không biết thì thôi, chẳng hại gì, hãy coi tấm danh thiệp của tôi đây thì biết. Năm Mạnh đưa tấm danh thiệp, shopper chánh tiếp lấy rồi vặn đèn điện trong xe hơi sáng lên. Khi coi thấy hai chữ Hiệp Liệt thì biến sắc nói rằng: Quy Hiệp Liệt quý danh, tôi thường nghe lắm, chẳng hay thầy muốn chuyện gì? Năm Mạnh cười và nói: Tôi hỏi tắt một lời, hai người muốn sống lại được tiền thưởng hay là muốn chết? Cậu ếch lẹ miệng rằng: Con chó còn muốn sống mà. Cậu nói mới nửa chừng, Năm Mạnh nạt rằng: Thôi, chớ nói thêm nhiều lời. Nè, tôi cho hai anh em 10 đồng, hãy xuống xe và mỗi người đều cởi áo ra mà đổi cho tôi, và người đi theo tôi kia. Năm Mạnh kề hai ngón tay vào miệng thổi một cái quét. Lục Tặc chạy lại, Năm Mạnh tiếp rằng: Khi thay áo rồi thì xuống đứng tránh chỗ này, đợi chừng nào ba thằng chà trở lại xe, và khi xe chạy rồi, hai người chạy lại bóp mật cớ rằng bị Hiệp Liệt đánh và đoạt xe hơi. Hai người liệu sao khôn khéo thì nói, cho khỏi có tội thì nhờ lấy. Shopper nói: Dạ được đâu, còn xe hơi của tôi, nội đêm nay tôi đem đến nhà chủ của hai người mà trả lại. Còn tiền cho mấy anh chà mướn xe tôi chưa lấy. Năm Mạnh lấy trong bóp ra một cái giấy 20 đưa cho và nói: 20 đồng không phải ít, đủ không? Dạ đủ. Thôi, hãy xuống xe, đặng cởi áo cho rồi, kẻo trễ. Nói tiếp qua quan biện lý, quan lãnh sự Hồng Mao và hai thầy đội đi ra ngoài đường, và khi biết cái túi bị cháy và Hoàng Ngọc rớt mất thì hoảng kinh, kiếm tìm hết sức nhưng không ra. Quan biện lý nói rằng: Ôi, khéo lo thì thôi, Hoàng Ngọc có còn cũng không ít gì, vì là Hoàng Ngọc giả. Hoàng Ngọc kia Hiệp Liệt đã lấy trước đi rồi và tráo lại. Ba thằng chà hết phương toan liệu, liền thở dài thở vắng, trăm ní nẻ tía lia, rồi bước lên xe hơi tính trở về chùa. Vừa rồi nàng Lệ Thủy, Đỗ Hiếu Liêm kiếm Hiệp Liệt nói rằng: May quá, thầy làm cách gì tráo Hoàng Ngọc giả không ai thấy kịp.
Hoàng Ngọc ẩn cười mà rằng: "Việc gấp rút tôi tại gì mà tráo cho kịp, giả lại Hoàng Ngọc giả tôi đâu có sẵn, làm thế nào mà tráo?" Lê Thủy biến sắc mà rằng: "Vậy chớ ý gì mà thầy viết mấy hàng chữ trong tấm danh thiệp mà để trên bàn?" Hoàng Ngọc ẩn suy nghĩ rồi nhướng đôi mày mà rằng: "Tôi tưởng nói láo gạt quan biện lý đặng cho người không lấy đem đi, hay đâu ông lại lấy đi như vậy?" Nàng Lệ Thủy đáp: "Nếu vậy thì Hoàng Ngọc rớt mất rồi, khổ chưa. Hoặc là bây giờ phải ráng lo kiếm từ trong nhà ra đến ngoài xe hơi của quan biện lý được, kẻo để mất thì sao?" Hoàng Ngọc ẩn cười và nói: "Cô chớ lo kiếm làm chi vô ích, ấy là cô thua trí quan biện lý đó." "Sao mà gọi là thua trí?" Hoàng Ngọc ẩn vuốt lỗ mũi cười xòa và nói: "Số là cô và quý ông ở đây không biết kế của quan biện lý. Ngài biết tôi là tay có trí, viết mấy hàng chữ trong tấm danh thiếp này chẳng qua là gạt ngài, nên chi ngài giả bộ tin như lời và lại lấy bỏ túi mà về. Ra đường ngài còn sợ tôi đến nhà mà lấy lại, nên đốt túi mà hô dối lên rằng Hoàng Ngọc ấy mất. Thôi, chẳng cần kiếm làm gì vô ích." Hoàng Ngọc ẩn nói dứt lời thì người người đều vỗ tay khen chàng rùm nhà. Khi vừa êm, Hoàng Ngọc ẩn lấy nón đội lên đầu mà rằng: "Tôi xin kiếu đi về mà lo việc tư một chút. Bây giờ ngoài đường thiên hạ rộn rực xem đốt pháo bông, vậy chứ để nhọc lòng người trong đợi." Hoàng Ngọc ẩn ra khỏi cửa thì nghe tiếng nổ đùng đùng, chen lộn với tiếng người rộ lên rằng: "Cha cha!" Ấy là pháo bông đốt nổ xẹt lên sáng trời. Năm Mạnh và Lục Tặc được lệnh cho xe chạy thì đạp máy cho xe chạy một đổi đường rồi trở đi ngã khác. Mấy anh chà lấy làm lạ, nói tiếng chà nghe tía lia. Năm Mạnh bèn ngừng xe lại nói với Lục Tặc rằng: "Em cầm máy để anh hăm dọa mấy thằng chà này." Năm Mạnh liền mở cửa bước xuống, đưa mũi súng vào mặt ba thằng chà, làm cho mấy anh run rẩy lập cập, đôi mắt nhắm lại cả. Năm Mạnh thấy vậy cười ngất. Lục Tặc cầm máy xe hơi cho chạy đường này sang đường nọ, chẳng bao lâu về nhà. Năm Mạnh bước xuống xe hơi ra dấu, biểu mấy anh chà bước xuống, giơ tay lên khỏi đầu mà đi vào nhà. Lục Tặc bước xuống sau đứng ngó ba anh chà rồi cười ngất. Hoàng Ngọc ẩn ở trong nhà nàng Lệ Thủy đi ra đường, thấy vắng mặt Năm Mạnh và Lục Tặc thì có bụng mừng mà rằng: "Thôi, việc này ắt xong, có khó gì mà lấy không được số bạc to lớn ấy. Ta nhờ Năm Mạnh giúp ta thật là hạnh phúc vô ngần, bằng không thì khổ cho ta lắm. Một mình khó nổi dễ dùng, tưởng không thế nào làm được." Hoàng Ngọc ẩn bèn kêu một cái xe kéo đi ngã tắt mà về nhà. Đến nơi chẳng thấy Năm Mạnh và Lục Tặc chưa trở về thì lập tức đi thay đồ rồi ra phòng khách mà ngồi xem nhật báo. Chàng vừa dở tờ báo ra thì nghe chuông điển trên bàn gõ lia, nên lật đật buông tờ báo, lấy mặt nạ mang vào, đoạn bấm chuông trả lời. Phút chốc có ba thằng chà giơ tay lên khỏi đầu mà đi ngay vào phòng, và có Năm Mạnh và Lục Tặc đi theo sau, trên tay lại có cầm súng lục liên. Hoàng Ngọc ẩn chỉ ba cái ghế cho mấy thầy chà ngồi rồi tỏ sắc mặt tươi cười, nói tiếng chà mà rằng: "Tôi lấy làm vô lễ, dụng cường lực mà mời ba thầy đến nhà, xin ba thầy miễn lỗi." Một thằng chà hỏi: "Đó là trái lẽ à, còn người bắt tôi đến đây ý muốn sự gì?" Hoàng Ngọc ẩn đáp: "Tôi muốn rõ một điều là mấy thầy chịu chuộc Hoàng Ngọc lại, hay là để lo việc bất thành và chết một cách vô lối. Tánh tôi thì vui vẻ mà muốn chuyện mau mắn, nếu mấy thầy không làm vừa lòng tôi thì tôi phải ép lòng mà giết mấy thầy." Một anh chà nói: "Chúng tôi dâng lệnh thầy cả chùa vàng qua xứ này mà cậy phép quan lấy Ngọc lại, chứ có tiền đâu mà chuộc." Hoàng Ngọc ẩn vỗ bàn và nói: "Mấy thầy là người tu hành, chớ có nói láo với tôi không được. Ba thầy chớ tưởng Sài Gòn và Benares cách xa dịu vợi mà tôi không biết gì cả." Hoàng Ngọc ẩn bèn lấy trong bóp phơi ra một miếng giấy đưa cho một thầy chà và nói: "Này là cái điển tính, thầy hãy coi thì biết." Một anh chà dở ra xem thì thấy điển tính bên thành Benares đánh qua bằng chữ ăn lê như vậy. Dụ Hoàng Ngọc bị hiệp liệt lấy lại và muốn chuộc lại phải chịu một số bạc 1.300.000 đồng bạc. Chùa vàng chịu chuộc nên đã có cho ba thầy phái viên đem số bạc đi rồi. Còn hai cái xác người An Nam chết trong chùa, tôi có mướn người đem về tẩm thuốc cho khỏi hư thối và Hoàng có nơi. Cháu tính ngày nào qua đem về thì khá cho tin. Ba người chà đọc điển tính rồi thì biến sắc. Hoàng Ngọc ẩn cười và nói: "Thôi, thời phải chịu chứ làm sao bây giờ." Một thầy chà nói: "Việc đã lâu cơ mưu tôi xin dâng, xong Hoàng Ngọc đã bị mất rồi, biết làm sao bây giờ?" Hoàng Ngọc ẩn nói: "Này, thầy khéo thì thôi, Ngọc ấy nào có mất, chính tôi là người giữ nó đây." Dứt lời, Hoàng Ngọc ẩn lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, dở nắp lên, đoạn trao cho một thầy chà cầm coi và nói: "Thầy hãy coi cho kỹ, thiệt hay là giả thì biết."
Thầy sải trà liền lấy trong túi một cái kiến mặt tròn và dày, tức là kiến lúp, để gần mắt coi và nói: "Phá rồi à, nay là quan ngọc thiệt à." "Ừ, mà chịu chuộc lại hay không?" "Tôi chịu à." "Thầy có đem tiền theo mình không?" "Tôi có đem cái giấy xét đủ số bạc ấy à, muốn lấy số tiền thì hãy đem đến Đông Pháp ngân hàng mà lãnh." "Quý à, thầy hãy đưa cho tôi bây giờ, đặng mai tôi đi lãnh." "Thầy chớ lo sợ, hoàng ngọc tôi sẽ trao cho và chẳng động đến ba thầy chút nào." Thầy sải trà lớn hơn trong ba người, bèn lấy giấy mực mà viết cho Năm Mạnh đi lãnh. Xong rồi thầy trao tấm giấy xích và giấy này cho Hoàng Ngọc Ẩn. Chàng cả mừng xếp lấy bỏ vào bóp, rồi trao Hoàng Ngọc cho thầy trà và nói: "Việc này chưa xong, tôi xin ba thầy cảm phiền ở lại nhà tôi ít ngày, đợi chừng nào tôi lãnh tiền được thì sẽ cho về. Tôi giam ba thầy trong một cái phòng rộng rãi, về cơm nước ba thầy muốn dùng chi thì tôi lo cho đủ, không sao mà phải sợ. Bây giờ xin mời ba thầy đi theo tôi lên lầu. Có một cái phòng lớn để sẵn ba cái giường tây bằng thau, có nệm ruột gà nằm sướng lưng lắm." Ba thầy trà chẳng biết làm sao phải vâng lời. Lên đến thấy phòng tốt đẹp vô cùng, có một cái cửa sắt chắc chắn, còn mấy cái cửa sổ thì có song sắt, chẳng làm thế nào ra được. Hoàng Ngọc Ẩn khép cửa bằng song sắt, rồi dạy lục tặc ở đó canh giữ. Hoàng Ngọc Ẩn bước xuống lầu, kêu Năm Mạnh vào phòng mà trò chuyện. Hoàng Ngọc Ẩn nói: "Ngày mai anh đi lãnh giùm số bạc to lớn ấy, còn tôi muốn cầm mấy thằng trà này, đợi chừng nào đem hài cốt của chị Năm và hai danh về, rồi thì sẽ thả chúng nó, vậy thì mới xong việc." Năm Mạnh nói: "Thầy tính chừng nào đi qua Ấn Độ, giả chăng đi và về trót tháng, giam cầm bọn này nhọc lầm lắm." Hoàng Ngọc Ẩn nói: "Không sao, anh đừng lo. Số là thuở tôi ở Pháp Quốc, tôi có kết tình bằng hữu với một người lang sa, con nhà hào hộ, tên là Henri Satan. Mà hồi sớm mai tôi coi nhật báo thấy có cho hay rằng, chiều mai lối 3 giờ, có anh ta ngồi phi thuyền bay du lịch khắp cả toàn cầu sẽ ghé Sài Gòn. Vậy chiều mai tôi đến sân bay tại Phú Thọ mà tiếp rước anh ta về nhà. Rồi sở kể anh ta chở tôi đi qua Ấn Độ, đem hài cốt của chị Năm và hai danh về đây cho mau và rất tiện." Năm Mạnh nghe Hoàng Ngọc Ẩn nói thì mừng rỡ không cùng, đoạn hỏi Hoàng Ngọc Ẩn rằng: "Dạ còn Hoàng Ngọc, làm sao thầy lấy được? Xin thuật lại cho tôi rõ tay của thầy thế nào." Hoàng Ngọc Ẩn nói: "Có khó gì đâu mà không lấy được, để tôi thuật lại cho anh nghe. Khi anh vào nhà nàng Lệ Thủy cho tôi hay tin quan biện lý đến thì tôi suy nghĩ một chập, kế và tỉnh táo như thường. Đang khi các nhà viết báo xúm xích coi Hoàng Ngọc thì quan biện lý, quan lãnh sự Hồng Mao, quan chánh sở mật thám và hai thầy đội vào đặng lấy Hoàng Ngọc. Tôi thừa khi ai nấy lo ra, lẹ tay để tấm danh thiếp dối rằng Hoàng Ngọc đó là Hoàng Ngọc giả. Thầy làm như vậy có ý gì? Một là coi quan chánh sở mật thám có tin bằng lời mà bỏ qua chăng? Như ông không lấy thì xong quá, còn lấy thì không hại gì. Tôi thiết tưởng ông tưởng là Ngọc giả thì không giữ gìn kỹ lưỡng, thế thì tôi dễ lấy lại như thường." "Dạ phải, thầy tính như vậy rất hay. Rồi thầy lấy cách nào?" Hoàng Ngọc Ẩn đứng dậy lấy một cục gom dùng để bôi dấu mực và chữ viết gì, bỏ vào túi áo của Năm Mạnh và nói: "Bây giờ anh đi chậm chậm ra cửa ngõ thì sẽ biết. Anh đừng để ý gì đến cái túi thì sẽ rõ tài tôi." Nói dứt lời, Hoàng Ngọc Ẩn đi theo Năm Mạnh ra đến thềm nhà rồi trở vào phòng. Năm Mạnh vâng lời đi chậm rãi ra đến cửa ngõ. Vừa đến ngoài đường, Năm Mạnh nghe hơi nóng trong túi, giật mình ngó lại cái túi thì thấy bị cháy một lỗ, thì lật đật phủi lìa. Chừng lửa tắt coi lại thì không thấy cục gom nên lật đật chạy vào nhà. Năm Mạnh thấy Hoàng Ngọc Ẩn cầm cục gom ấy trở qua trở lại trên tay thì lấy làm quái dị. Chợt nghe Hoàng Ngọc Ẩn nói rằng: "Anh biết chưa?" Năm Mạnh suy nghĩ một hồi rồi nói: "Tôi không hiểu gì cả." Hoàng Ngọc Ẩn cười ngất và nói rằng: "Khi anh đi ra tôi đi theo, giả đò đụng anh một cái thì đã thò tay vào túi lấy cục gom ra, bỏ tàn thuốc điếu của tôi vào. Anh không hay nên cứ việc đi ra đến ngoài đường. Chẳng bao lâu lửa tàn thuốc bắt cháy túi áo, và khi trống lỗ thì tàn thuốc rớt xuống đất. Tôi cũng làm thế ấy mà lấy Hoàng Ngọc mà quan biện lý không biết. Tưởng bị sự gì túi cháy làm cho rớt mất Hoàng Ngọc đi. Còn hồi nãy ở giữa tôi nói dối với mọi người rằng quan biện lý có trí, đặc biệt lấy Hoàng Ngọc giấu rồi hô dối lên rằng Hoàng Ngọc mất. Thầy nói dối chi vậy? Đặng không ai đổ tội lấy Hoàng Ngọc này là tôi. Tôi muốn giấu nhẹm đi, để chừng nào cho bọn trà chuột rồi thì tôi có đủ số bạc 2 triệu cho nàng Lệ Thủy đi qua Hồng Kông, khỏi e lộ sự của mình. Thiệt tôi ghê tài thầy rồi đó. Hoàng Ngọc Ẩn bèn nói: "Thôi bây giờ anh hãy đem cái xe hơi chở bọn trà mà đi trả cho chủ xe, kẻo để người trong đợi." Năm Mạnh vâng lời lập tức ra ngoài,
xem tấm bảng bằng thau có khắc tên và chỗ ở của chủ xe, đoạn thoát lên mở máy cho chạy. Ngày thứ, Năm Mạnh vâng lời, Hoàng Ngọc Ẩn đến Đông Pháp Ngân Hàng lãnh số bạc 1.300.000 đồng, chẳng có điều chi ngăn trở. Hoàng Ngọc Ẩn vui mừng không cùng, chàng nghĩ rằng số bạc 2.000.000 đồng bây giờ ta lo đủ số rồi, chỉ còn cho nàng Lệ Thủy hay qua Hồng Kông mà chồng lãnh số bạc của cha nàng để lại. Phần của nàng yên rồi, tức là ta đã gỡ lấy mối lo mối sầu của nàng. Chừng đó ta sẽ nói rõ cho nàng hay mà lấy trong số bạc 2.000.000 của ta một phần tiền mà trả vốn lời cho mấy chủ nợ mà ta làm ngang dây và làm giấy đó, đặng chuộc cái tiếng ăn cướp của ta. Chừng rảnh rang rồi ta sẽ lo cái đám cưới của ta long trọng trên đời. Hoàng Ngọc Ẩn sẽ trường mặt. Hoàng Ngọc Ẩn là chồng của nàng Lệ Thủy. Hoàng Ngọc Ẩn sẽ trở nên một tay giàu có muôn hộ. Hoàng Ngọc Ẩn công khổ gần 2 năm trường sẽ đặng vinh vang trong cõi hạ này. Ngày đó Hoàng Ngọc Ẩn khoan khoái trong lòng, vui mừng làm cho nàng Bạch Tuyết cũng vui thầm. Thương thầy một mảnh hường nhan, không rõ Hoàng Ngọc Ẩn vui đây là được cùng nàng Lệ Thủy dày duyên loan phụng. Đến chừng nàng hay rằng Hoàng Ngọc Ẩn vô tình với nàng, thế thì cái bệnh tương tư của nàng thế nào. Xế lại, Hoàng Ngọc Ẩn ngủ trưa thức dậy, lo rửa mặt cho khỏe khoắn, rồi hỏi nàng Bạch Tuyết rằng: Em ba, anh tính sửa soạn xe hơi đi đến sân máy bay, đặng tiếp rước người bạn thiết của anh là quan ba phi công Angri Satan về nhà đãi một bữa cơm, và kể người đưa anh đi qua xứ Ấn Độ đem xác chị Năm Mạnh và hai danh về. Em có khỏe trong mình thì hãy sửa soạn đi với anh cho vui. Nàng Bạch Tuyết nói: Có chi làm cho em vui bằng được đi chơi với anh. Còn về vụ anh tính ngồi phi thoàn đi qua xứ Ấn Độ, em lấy làm lo lắng vô cùng. Hoàng Ngọc Ẩn nói: Có chi mà em lo phòng cho mệt. Anh không thấy nạn phi thoàn hại biết bao nhiêu mạng người rồi sao? Hoàng Ngọc Ẩn cười và nói: Việc sống chết bởi số mạng, em khéo sợ thì thôi. Ở nhà đến số chết, úp mặt vào tô nước cũng chết được mà. Thôi, em đừng lo đến anh mà làm chi, hãy đi sửa soạn rồi đi với anh. Một chập sau, Hoàng Ngọc Ẩn và nàng Bạch Tuyết bước lên xe hơi. Năm Mạnh cầm máy chạy đến sân máy bay thì đã 4 giờ chiều. Đến nơi, người đến coi rất đông, có nhiều phi công sở phi thuyền và các viên lan xa chờ trực máy bay của Angri Satan bay đến. Hoàng Ngọc Ẩn tay cầm ấm dòm đứng nói chuyện với nàng Bạch Tuyết. Chừng một khắc đồng hồ, bỗng nghe tiếng người nói lớn rùm lên: Máy bay đến! Hoàng Ngọc Ẩn thấy một cục đen lu lờ trên bầu trời thanh quang nơi hướng Tây, bèn đặt ống dòm coi một hồi rồi đưa cho nàng Bạch Tuyết. Chẳng bao lâu thì dạng máy bay thấy giống hình một con chuồn chuồn lớn, càng bay đến càng thêm rõ. Khi đến ngay sân thì máy bay đó bay vài vòng, đoạn luyện lên luyện xuống rất tài như con diều, cho thiên hạ coi rồi đáp xuống đất và chạy một đổi trên sân mới ngừng lại. Khi đó các quan với người đi coi đồng chạy đến gần máy bay mà xem cho tận mặt. Phi công vừa bước xuống thì có một cô đầm cốt cách dịu dàng, điểu điệu, tay ôm một bó hoa bước đến, miệng cười như sen nở và thốt lời xin nhậm lấy. Hoàng Ngọc Ẩn đứng ngó chung quanh chẳng thấy một người quen, bèn trường mặt ra. Quan phi công gặp mặt chàng thì ngó sững, đoạn chạy lại bắt tay mừng rỡ hỏi thăm. Hoàng Ngọc Ẩn thấy các quan bao vòng, nghĩ đứng lâu bất tiện nên nói với quan ba phi công rằng: Này bạn, anh em mình cách bức ngoài 1 năm rồi, nay được thấy mặt bạn nơi đây có chi vui bằng. Bây giờ các quan đã thiết lập tiệc rượu chúc mừng bạn, vậy bạn hãy chung cầm ly rượu hỷ lạc với các quan. Còn phần tôi xin mời riêng bạn tối nay đúng 7 giờ đến nhà dùng cơm, bạn không lẽ từ chối. Quan phi công vỗ vai Hoàng Ngọc Ẩn và nói: Tôi không thể chối từ. Vậy bạn chờ tôi hầu chuyện và dùng một ly rượu với khách quan trong nửa giờ rồi tôi ra đây mà đi với bạn đến nhà chơi cho biết. Hoàng Ngọc Ẩn thốt lời cảm ơn, rồi đồng cùng nàng Bạch Tuyết đi ra xe hơi, ngồi chơi, nói chuyện mà chờ. Nửa giờ sau, quả như lời, quan ba phi công xách khoa ly đi ra xe hơi, nói với Hoàng Ngọc Ẩn rằng: Khách quan mời tôi thế nào tối nay cũng đến dinh phó soái dự tiệc. Tôi khó nổi chối từ vì tiệc ấy thiết lập sẵn trước rồi. Bây giờ tôi đi đến nhà bạn chơi cho biết và xin hứa trưa mai đến dùng cơm tưởng không muộn. Hoàng Ngọc Ẩn nói: Vậy cũng được. Bây giờ bạn đến nhà tôi tắm rửa và nghỉ cho khỏe lại. Bạn chớ ngại, nhà của tôi rộng lớn lắm. Hoàng Ngọc Ẩn bèn biểu Năm Mạnh cầm máy cho xe về nhà. Đến nơi, quan ba phi công vì thiệt tình với Hoàng Ngọc Ẩn nên đi tắm rửa rồi ra phòng khách uống rượu mát mà đàm đạo. Quan ba phi công nói với Hoàng Ngọc Ẩn rằng: Bạn ở bên Pháp Quốc được 2 tháng, quen biết với tôi chẳng bao lâu mà lòng tôi thương mến bạn một cách lạ lùng. Từ ngày phân tay cách mạng đến nay, tôi có lòng nhớ thương bạn lắm.
hôm nay lại được tái ngộ, có chi làm cho tôi hân hạnh bạn. Cả hai nói chuyện với nhau đến 6 giờ tối, Hoàng Ngọc Ẩn mới hỏi quan ba phi công rằng: Này bạn, tôi yêu cầu bạn một việc, không biết bạn có vui lòng chăng? Việc chí thì bạn cứ việc tỏ ngay, tôi giúp được thì sẵn lòng luôn. Hoàng Ngọc Ẩn bèn nói qua chuyện cậy đưa giùm qua xứ Ấn Độ, thì quan ba phi công nói rằng: Cha khổ quá, nếu đi trở lại thì bê trễ ngày giờ của tôi rất nhiều. Thế mà không sao, tôi phải làm sao cho vừa lòng bạn thì ý tôi mới vui. Như có muốn đi thì sáng nay 8 giờ mình đi. Trước khi đi tôi phải đánh điện tiến qua bên thành Benares cho hay trước mới được. Nếu ở lại đây dùng cơm trưa thì bê trễ không xóm. Trên trở về xứ này anh em mình có dịp dùng cùng nhau. Thôi lát nữa tôi đi dự tiệc, bạn ở nhà lo đồ hành lý cho sẵn, đặng mai mình đi cho kịp giờ. Hoàng Ngọc Ẩn nghe quan ba phi công nói thì mừng rỡ không cùng. Rồi đó cả hai ngồi đàm đạo nhắc chuyện vui chơi ở Pháp Quốc ngày trước, cho đến 7 giờ mới phân ra. Hoàng Ngọc Ẩn biểu Năm Mạnh đem xe hơi lớn ra, đưa quan ba phi công đi dự tiệc. Hoàng Ngọc Ẩn cũng đi theo xe hơi. Giờ còn sớm, Hoàng Ngọc Ẩn bảo Năm Mạnh cho xe chạy chậm rãi đi cùng các con đường lớn trong châu thành Sài Gòn, đặng chỉ dinh này sửa nọ cho người bạn xem. Quan ba phi công nói với Hoàng Ngọc Ẩn rằng: Này bạn, bấy lâu nay tôi nghe tiếng Sài Gòn là chốn phồn hoa náo nhiệt và xinh đẹp nhất cõi trời đông. So sánh với mấy đô thành khác thì Sài Gòn là hột châu tỏ dạng. Ngày nay đến đây xứ này, quả nhiên đi thấy sự đẹp mắt không sai. Mới nhận được tiếng đồn chẳng phải là ngoan ngoãn. Đền xá rộng rãi, dinh thự lố xô, ban đêm khách hào hoa dần dầu dập dìu. Tưởng cho cột vui đầy thán trận cười suốt đêm, rộn rực lắm. Hoàng Ngọc Ẩn nói: Phải đó, tôi khen bạn có con mắt tinh đời, đi có vài vòng chỉ ngó sơ cảnh trạng và nhân vật mà đoán trúng không sai. Cái phong trào văn minh Âu Á một ngày một tràn qua xứ Việt Nam này dữ dội, bởi vậy nên nhà du lịch các nước Âu Á đến xứ này tất nhiên thấy rõ cái văn minh hình thức. Nói cho phải, chính phủ Đại Pháp sốt sắng khai hóa xứ này, người An Nam có lòng kính phục. Nhưng mà có người có học thức rộng xa, có mắt tinh đời, thấy có việc khuẩn bức thì sao cũng cháy gan. Quan bài phi công nghe Hoàng Ngọc Ẩn nói thì ngạc nhiên hỏi rằng: Ý gì bà nói như vậy? Hoàng Ngọc Ẩn thở dài một cái, tỏ sự uất ức trong lòng mà rằng: Đại Pháp vẫn là nước nổi danh khai hóa các xứ thuộc địa, ở Hội Liệt Quốc được tiếng chính trực khoan hồng. Thế mà buồn cho một hạng người ích kỷ hại nhân, đến xứ này thấy dân An Nam nhu nhược mà quên mình là người Pháp, ỷ quyền thế, lo lấy túi tham, làm mất lòng dân. Tôi chẳng lựa nói nhiều, bạn cũng rõ, có đáng phiền cái hạng người ấy chăng? Quan ba phi công nói: Phải chứ, dân nước nào cũng có một hạng người sâu mọt, thậm lý bạn cũng phải xét, người An Nam tưởng cũng phải có người xấu như vậy. Hoàng Ngọc Ẩn cười và nói: Hẳn thật như vậy. Ôi thôi, nói đến những phường háo danh trục lợi ấy làm gì? Quan ba phi công rằng: Tôi đi du lịch các nước Tây, đặng khi trở về nước tôi sẽ đặt một cuốn sách nói về nhân vật trong các xứ tôi ghé. Những lời của bạn phân phiền tôi sẽ để vào, chẳng hề quên đâu. Quan ba phi công nói đến đây thì xe hơi đã đến dinh phó soái. Trước khi người phân tay cùng Hoàng Ngọc Ẩn thì có nói rằng: Tôi dự tiệc trình lối 11 giờ sẽ về. Tôi nhớ định đêm nay đến nhà của bạn mà nghỉ. Có lẽ anh em rộng thì giờ mà nói chuyện. Được, tôi mừng lắm. Thì Hoàng Ngọc Ẩn trở về nhà, chàng thấy nàng Bạch Tuyết ưu sầu thì biết nàng lo sợ ngày mai chàng ngồi phi thuyền qua xứ Ấn Độ có sự rủi ro gì chăng. Chú thích: từ phi thuyền được người xưa dùng tức là máy bay. Hết chú thích. Nên ân cần chuyện giảng khuyên nàng bớt lo để chàng đi. Nàng Bạch Tuyết nói: Thưa anh hai, em muốn đi theo anh có được cùng chăng? Em chớ đi làm chi, vì phi thuyền chẳng lớn lắm, phần thì trở về còn phải chở hai cái xác theo nữa, chắc là không đủ chỗ. Em thấy quan ba Henri Sartain còn thanh niên mà mạo hiểm quá chừng, thật là đáng phục. Ừ, vậy người mới được nổi danh khắp cả hoàn cầu. Người nay mới có 27 tuổi. Em có thấy người rõ không? Diện mạo người tuấn tú lạ thường, song thân của người đều qua đời, để lại cho người một phần gia tài lớn lắm, nên chi người giàu có bạc triệu. Đến tuần tuổi đó chưa có vợ con gì, người phân rằng chí nam nhi phải dễ dùng trong năm hồ tứ hải, thế mới có tên tuổi, mới rỡ mặt với đời.
Nếu vậy thì háo danh lắm. Phải đó em à, xong chẳng lạ gì, người lang xa trừ ra không có tiền mới cam đành quanh quẩn quê nhà, chứ có tiền thì thảy đều có chí dễ dùng hồ thủy tứ phương cả. Hoàng Ngọc Ẩn nói chuyện đến đây sực nhớ lại mấy thầy trà, bèn đi lên lầu gặp Lục Tặc đang ngồi vuốt lỗ mũi Năm Mạnh liền liền, thì đi ngay lại hỏi rằng: Lục Tặc, sao mày dám vuốt lỗ mũi anh Năm mà chơi như vậy mày? Lục Tặc đứng dậy chỉ cái lỗ mũi Năm Mạnh bị vuốt đỏ lờm và đáp rằng: Dạ, anh Năm Mạnh đánh bài cắt tê với tôi, anh thua nên bị tôi vuốt. Mới đây anh xui quá à, thua lưu bù nên thành xấu già mũi đỏ. Năm Mạnh đứng dậy rờ lỗ mũi nói với Hoàng Ngọc Ẩn rằng: Thấy Lục Tặc ngồi canh gác mấy lão tao, buồn ngủ gục lia, chẳng biết làm gì cho nó vui nên mới bày ra đánh cắt tê ăn vuốt mũi. Bài xấu quá à, mới đây mà thua khỉa 6 bàn. Bị thằng Lục Tặc nó bất nhơ mạnh tay làm cho đỏ mũi. Chắc thằng này nó biết đánh lận, ổ bài hoặc móc đích. Tôi trông mà nếu ăn nó được 1 bàn, tôi vuốt cho nó 1 cái cho nó sứt cái lỗ mũi cho nó đặng biết chừng. Lục Tặc cười và nói: Thôi đi, tôi xin sên non không chơi nữa. Hoàng Ngọc Ẩn cười và nói với Năm Mạnh: Thôi anh Năm, đừng chơi nữa, để tôi nói việc này cho anh nghe. Trong số bạc 3 muôn đồng tôi để phần anh 2 muôn, còn phụ cấp mẹ già của 2 danh 1 muôn. Như vậy có vừa lòng anh không? Năm Mạnh nhớ đến vợ là Hồng Hoa thì đôi mắt dầm về lụy nhỏ mà rằng: Thầy có lòng thương yêu vợ chồng tôi cũng đủ rồi. Vợ chồng tôi nguyện tận tâm giúp thầy, dầu sống thác không màng. Ơn ngày trước thầy cứu tôi chẳng bao giờ tôi quên, cần chi thầy phải cho tôi 1 số bạc lớn dường ấy. Hoàng Ngọc Ẩn nói: Anh Năm chớ ngại, anh chẳng phải giàu có gì, anh hãy lấy 2 muôn đồng bạc này mà lo xây mã tốt đẹp cho chị Năm, gọi như chút tình chồng vợ. Còn dư lại bao nhiêu anh mua đất cất nhà mà ở, hoặc là lập nghiệp chi cho sanh lợi mà hưởng thì cũng được. Mai này anh hãy lấy luôn số bạc 1 muôn đến nhà mẹ của 2 danh mà trao cho người, gọi là tiền phụ cấp cho thân già. Năm Mạnh nói: Dạ tôi xin vâng. Còn thầy lên đây có chuyện chi khác nữa không? Tôi đi thăm mấy thầy trà và buộc mấy thầy làm cho tôi 1 miếng giấy ưng thuận chuột hoàng ngọc của nàng Lệ Thủy là 1 triệu bạc và giao kết chẳng đặng kiện thưa gì nữa. Dạ nếu thầy lo xa như vậy thì hay vô cùng. Ngày thứ đúng 8 giờ, Năm Mạnh cầm máy xe hơi đưa Hoàng Ngọc Ẩn và Quan Ba Phi Công lên sân máy bay. Trên xe có nàng Bạch Tuyết đi theo, đặng đưa Hoàng Ngọc Ẩn. Nàng thương Hoàng Ngọc Ẩn bao nhiêu thì lo sợ và khóc bấy nhiêu. Quan Ba Phi Công thấy nàng Bạch Tuyết da trắng mày ngài, môi son mắt ngọc thì trộm ngó hoài không chán. Ông hỏi Hoàng Ngọc Ẩn rằng: Nàng Tuyệt Sát đi theo bạn đây là chí của bạn? Nó là em của tôi. À phải lắm, bạn lịch sự thế này huống gì là em gái mà không lịch sự sao đản. Cô em đây có nơi nào trao tơ chưa? Chưa. Nó còn kén lựa cho được bực anh tài mới chịu trao thân gửi phận. Quan Ba Phi Công thấy nàng Bạch Tuyết nhan sắc tuyệt trần, thầm ao ước sao cho được dày duyên can lệ. Nên chi Hoàng Ngọc Ẩn nói mấy lời thì chiếp để trong lòng, lo thi ân cho chàng, rồi ngày sau sẽ phân trần đến việc tóc tơ. Đến giờ phân rẽ, nàng Bạch Tuyết thu ba dầm về má đào ửng đỏ. Hoàng Ngọc Ẩn thấy vậy cảm động vô cùng, nên cũng không cầm giọt lệ được. Thợ máy quay chân vịt, máy dậy ồ ồ, tức thì phi thoàn phát chạy rồi lần lần cất mũi, nhắm hướng tây lướt gió rẽ mây. Nàng Bạch Tuyết đứng tần ngần sờ sững cho đến khi máy bay biệt dạng, nàng mới gạt lệ rồi cùng Năm Mạnh ra xe hơi mà trở về nhà. 5 ngày sau, Hoàng Ngọc Ẩn lén đem xác nàng Hồng Hoa và 2 danh về đến Sài Gòn, chẳng gặp sự gì gai trở. Quan Ba Phi Công ở Sài Gòn được 2 ngày thì từ giã Hoàng Ngọc Ẩn mà ngồi phi thoàn ra Hà Nội và đi luôn qua bên Tàu và Nhật Bổn. Hoàng Ngọc Ẩn và nàng Bạch Tuyết lo lắng việc chôn cất thi hài nàng Hồng Hoa và 2 danh rất dễ dàng cho toại lòng người, vì hết lòng mà phải bỏ mạng nơi khách địa. Mẹ của 2 danh và Năm Mạnh thấy lòng dạ của Hoàng Ngọc Ẩn có nghĩa đến thế thì tuy đau đớn lòng son, song lấy làm cảm ơn cảm tình Hoàng Ngọc Ẩn lắm. Còn mấy thầy sải thì đã được Hoàng Ngọc Ẩn thả về xứ từ khi chàng ở xứ Ấn Độ trở về Sài Gòn rồi. Khi rảnh ra mọi việc, Hoàng Ngọc Ẩn nhớ lại vụ lãnh gia tài của nàng Lệ Thủy thì thầm tính rằng: Ta lo số bạc 2 triệu đồng nay đã đủ rồi, vậy ta phải qua Hồng Kông trước, rồi sẽ gửi điển tín cho nàng hay mà qua lãnh gia tài. Xong ta phải làm cách nào cho nàng đừng biết ta thì mới hay. Hoàng Ngọc Ẩn bèn kêu nàng Bạch Tuyết lại hỏi rằng: Này em, đã 2 năm rồi em cách biệt quê hương,
Chắc sao em cũng cảm hoài. Anh tính trong vài ngày nữa, thừa khi rảnh rang sẽ đi với em qua Hồng Kông, rồi cho em về thăm xứ sở và vài người bà con. Em có vui lòng không? Nàng Bạch Tuyết tỏ bụng mừng mà rằng: Anh tính đi thiệt sao? Có chi làm cho em vui mừng hơn nữa? Ly hương đã mấy năm chày, nơi quê lạnh chạnh lòng lữ thứ. Hoàng Ngọc Ẩn nói: Vậy thì em lo sắp đặt đồ hành lý, phần anh thì đi lo giấy tờ. Hoàng Ngọc Ẩn kêu Năm Mạnh nói rằng: Anh Năm, tôi tính đi qua Hồng Kông, nhưng không biết bao lâu sẽ về, đặng tôi kể anh ở nhà coi chừng giùm nhà cửa tôi, anh giúp được chăng? Năm Mạnh đáp: Dạ thưa thầy, tôi nguyện phù trợ thầy luôn, cho đến ngày nào thầy cùng cô Hai Lệ Thủy thành hôn rồi thì tôi mới đành rời thầy. Hoàng Ngọc Ẩn nghe Năm Mạnh nói thì mừng rỡ vô hạn. Lục Tặc ở dưới nhà đi lên hay rằng Hoàng Ngọc Ẩn tính đi qua Hồng Kông thì khoanh tay thưa rằng: Thưa thầy, xin cho Lục Tặc đi theo giúp đỡ tay chân, hầu đặng biết Hồng Kông nước Tàu thế nào. Có cần gì mà mày phải đi theo cho cực? Dạ cực thế nào Lục Tặc cũng chịu được, xin thầy nhậm lời. Khi qua xứ Ấn Độ Lục Tặc lao khổ biết bao nhiêu, Lục Tặc thấy sự chết trước mắt còn chẳng than gian một tiếng. Có lẽ nào ngày nay bị cực thới lai, thầy đi chơi mà không cho Lục Tặc đi theo, thế thì tội nghiệp Lục Tặc lắm. Lục Tặc nói dứt lời thì sửa sắc mặt ưu sầu thảm đạm. Hoàng Ngọc Ẩn suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: Lời mày nói thì nghe cũng bắt phải thương tình, thôi đừng buồn, thầy nhậm lời. Vậy mày phải lo quần áo cho có đủ đặng, ít ngày xuống tàu trải sang qua Hồng Kông. Lục Tặc nghe nói thì tỏ sắc hân hoan và nói: Thưa thầy, có chi làm cho Lục Tặc vui bằng. Khi Hoàng Ngọc Ẩn, nàng Bạch Tuyết và Lục Tặc qua đến Hồng Kông, Hoàng Ngọc Ẩn bèn đến nhà điển tính đánh một cái tin cho nàng Lệ Thủy như vậy: Xin nàng hãy qua Hồng Kông lập tức, vì Hoàng Ngọc Ẩn có gửi thơ mượn tôi một số bạc 2 triệu đồng. Vì mang ơn nặng của người ngày trước nên tôi nhậm lời cho người mượn, giao cho nàng đặng chồng mà lãnh gia tài. Nàng cứ việc xuống tàu qua đến Hồng Kông thì có tôi tiếp rước. Trần Phước, đại thương gia. Hoàng Ngọc Ẩn gửi điển tính đi rồi thì tìm mướn được một cái nhà lầu rộng rãi, sẵn bàn ghế dọn quê lệ. Chàng cùng nàng Bạch Tuyết và Lục Tặc về đó trú ngụ, ở chơi được 6 bữa. Hoàng Ngọc Ẩn thăm viếng những người quen biết đủ mặt. Bởi vậy Hoàng Ngọc Ẩn tiếp rước mỗi ngày khách quen nườm nượp. Nàng Bạch Tuyết thương nhớ một người cô ở tỉnh Sơn Đông nên xin phép Hoàng Ngọc Ẩn mà đi thăm. Hoàng Ngọc Ẩn nghe nàng nói thì cả mừng, vì còn chẳng mấy ngày nữa nàng Lệ Thủy sẽ qua đến Hồng Kông. Có nàng Bạch Tuyết thì e lộ chuyện. Nàng Bạch Tuyết hứa đi trong 15 ngày thì sẽ trở lại. Nàng Bạch Tuyết đi được 2 ngày thì Lục Tặc đi thăm dò về cho Hoàng Ngọc Ẩn hay rằng nàng Lệ Thủy đã qua đến Hồng Kông và ngủ tại Đào Viên khách sạn. Hoàng Ngọc Ẩn bèn cải trang sửa dạng, ra người nước Quảng Đông sang trọng, tuổi độ chừng 40 mà đi đến khách sạn tìm kiếm nàng Lệ Thủy. Nàng Lệ Thủy đang ở trong phòng xem sách, bỗng có đứa bồi vào cho hay rằng có một người đến xin ra mắt nàng. Nàng Lệ Thủy nghe nói cả mừng, đi ra chào hỏi bằng tiếng Tàu rằng: Có phải ông tên là Trần Phước đánh điển tính cho tôi qua đây chăng? Phải à, còn à, cô Lê à, quy danh là Lệ Thủy hả? Dạ phải, ông hãy vào ngồi nói chuyện. Hoàng Ngọc Ẩn bước vào phòng kéo ghế ngồi, rồi nói với nàng Lệ Thủy rằng: À mới thầy à, tôi lượt thơ của người ân nhân của tôi là Hoàng Ngọc Ẩn gửi thăm. Chàng biết tôi lỗi danh ba hộ sư lầy à, lên chi không ngại tỏ thật rằng nàng là người tình của chàng. Lá lặng nhẹ lời thề Hải Minh Sơn chữ lòng cấm chặt, phải vậy không à? Nàng Lệ Thủy nghe nói thì e lệ cúi đầu, má hồng ửng đỏ, nàng gắng gượng đáp rằng: Dạ phải, rồi sao nữa? Hoàng Ngọc Ẩn nói: Làng có một phần tiền của thân sinh dất lên, xong khi nào làng lấy chồng nước Anh hoặc là người Pháp thì mới lặng thọ hưởng, còn như làng lấy chồng là người An Lam thì không lặng. Trừ gia người An Lam nào đó có lũ số bạc chồng bằng bạc của thân sinh làng lấy lại thì mới lặng lãnh, phải chăng à? Dạ phải. Ồ, tại sao lạ vậy à? Thưa, cũng có duyên cớ ly kỳ, nhưng tôi không nên tỏ thật hết cho ông nghe. Duyên cớ ấy can dự về phẩm hạnh của mẹ tôi. À, nếu vậy thì tôi cũng chả nên biết làm gì. Thôi, lấy tôi trao cho nàng cái xích, lấy tên nàng lương 2 triệu đồng cho chẳng à. Nàng muốn cần dùng gì thì cứ việc lên chung quê ngân hàng mà lãnh. Hoàng Ngọc Ẩn nói dứt lời bèn lấy cái giấy bưởi bạc mà trao cho nàng Lệ Thủy rồi nói:
Còn như anh, làng có muốn kiếm tôi xin coi tên liền và số nhà trong cái danh thiếp của tôi mang lên đây. Nàng Lệ Thủy tiếp lấy tấm danh thiếp mà rằng: Tôi rất cảm tạ ơn ông, rất hảo tâm, biết bao giờ trả ơn được. Hoàng Ngọc Ẩn cười và nói: Hè hè, làng an lòng. Hoàng Ngọc Ẩn tuy nhỏ tuổi hơn tôi nhiều, nhưng mà tôi kế liềm bằng hữu yêu liên nhau lắm. Chàng có sự cần dùng tiền thì tôi sẵn lòng lương. Tôi lấy trọng nghĩa lắm. Thôi xin cô cho tôi xin kêu ly về. Nói dứt lời, Hoàng Ngọc Ẩn đứng dậy chào nàng Lệ Thủy mà xây lưng trở gót mà đi về. Hoàng Ngọc Ẩn ra về, nàng Lệ Thủy vui mừng không xiết mà rằng: Ta có về đâu, tình lang ta ở bên Pháp Quốc đang chuyên cần đèn sách mà lo cho ta đủ số bạc to lớn chồng lãnh số bạc của cha ta để lại. À, ta nhớ lại rồi, ngày trước khi ta trốn theo Hoàng Ngọc Ẩn qua Pháp Quốc mà nhiễm bệnh tương tư quá nặng, tưởng phải gieo mình vào miệng cá giữa biển, may đâu nhờ cơn hấp hối gặp mặt tình lang ta, nhờ chàng cứu tử rồi đó. Tâm sự của ta đã tỏ phân cho chàng biết, thì chàng khuyên dỗ ta chứ có lo lắng ưu sầu mà rằng: Nghĩa hiệp dám đoan thệ rằng đến ngày đúng tuổi, tức là ngày sinh nhật, thì nghĩa hiệp có đủ số tiền giúp ta chồng mà lãnh số bạc của cha ta để lại. Nếu nghĩa hiệp mà lo cho ta số bạc ấy không được thì phải chết, chết vì thịt rã xương tan. À, chàng lại nói với ta nữa rằng: Nói là nói vậy chớ nghĩa hiệp này trừ ra làm cho trời nghiêng núi ngã không được mà thôi, chứ việc chi người làm được thì nghĩa hiệp làm được cả. Chàng nói mấy lời khẳng khái với ta dễ gì mà tin được. Song ta biết lòng chàng nên ta có lòng trông cậy, bằng không thì đã tự ái rồi. Phải, Hoàng Ngọc Ẩn dám nói như vậy là chàng dám chắc sẽ mượn cho ta được số bạc này. Thôi, ta còn lo chi nữa, lãnh được số bạc của cha ta để lại rồi thì ngày sau khi chàng danh toại công thành thì sẽ trở về cùng ta sánh duyên giai ngẫu. Đêm đó nàng Lệ Thủy vui mừng vô hạn, nên trót đêm nàng nằm lăn trăn trở mong cho trời mau sáng để có mà trông đi lãnh gia tài. Nói qua từ ngày Hoàng Ngọc Ẩn qua đến Hồng Kông, một ngày kia chàng có đi thăm một người bạn học võ với thầy thuở xưa. Anh em lâu năm được tái ngộ, chi xiết vui mừng, hàn huyên ân cần mọi nỗi. Trong câu chuyện, Hoàng Ngọc Ẩn có nhắc lại những chuyện thuở học nghề chung một thầy, chuyện xưa vỡ ra lấy làm vui thú. Trong năm người bạn, có một người hỏi Hoàng Ngọc Ẩn rằng: Này bạn, từ ngày bạn theo dưỡng phụ phiêu linh xứ khác, bạn có năng luyện tập võ nghệ không? Hay là bạn mắc nhiều việc và bỏ phế và quên hết cả? Hoàng Ngọc Ẩn sang tay áo lên chuyển gân nổi vòng và nói: Mấy bạn rờ thử coi cái con chuột của tôi đây thì biết tôi năng luyện tập thế nào. Một người bạn đi lại bóp tay Hoàng Ngọc Ẩn và nói: Trời ơi, bắp tay cứng như đá thế này, anh Hoàng Ngọc Ẩn luyện hung lắm sao mà. Hoàng Ngọc Ẩn cười và nói: Không ngày nào tôi bỏ qua, nên chi xuất tôi mạnh lắm. Giả lại thập bát ban võ cử tinh thông luôn luôn, sức anh dở nổi một tay mấy kilo, tay mặt 70, tay trái 60. Quý cha, anh này mạnh thiệt mà. Kế đó có một người trong đó đứng dậy nói rằng: May lắm may lắm, có anh Hoàng Ngọc Ẩn đây, chúng ta kể nhờ người mà chuộc lấy cái danh tiếng của thầy ta. Một người đón lời nói rằng: Ý, không nên đâu, đừng có bày đặt chuyện chẳng lành. Nói như anh thì tức lắm. Hoàng Ngọc Ẩn nghe hai người bạn nọ cãi với nhau thì hỏi rằng: Có chuyện chi mà hai anh cãi với nhau vậy? Hãy nói cho tôi nghe thử. Một người nói: Số là đặng 4 tháng nay có một tay võ sĩ quê quán ở Sơn Đông, võ nghệ cao cường, đến Hồng Kông lấy nghề đấu võ làm kế sanh nhai. Anh ta đã giỏi mà sức mạnh không ai sánh đặng. Trong 3 tháng đầu anh ta thắng đặng 5 độ rồi, và trong 5 độ đó anh ta đánh chết hết 3 người trên võ đài. Còn trong 1 tháng trở về đây, anh ta ế độ và giật được chức vô địch. Có lẽ anh cũng còn nhớ một người bạn mà học với một thầy với mình tên là Sát Thủ. Phải, tôi nào quên được. Sát Thủ võ nghệ giỏi thật, song có tánh nóng lắm mà thầy chê. À, anh nhớ ra dữ, Sát Thủ có đấu võ với thằng Sơn Đông ấy rồi. Ai thắng? Sát Thủ bị thằng Sơn Đông ấy đánh hộc máu trên võ đài và về mang bệnh nặng, trong 1 tuần sau thì chết. Trời ơi, tội nghiệp dữ không? Nếu vậy thì thằng Sơn Đông này tài lắm. Nó tên gì, mấy anh có lẽ biết chứ? Nó tên là Đậu Sơn. Hoàng Ngọc Ẩn nghe nói đến tên Đậu Sơn thì dường như có nghe tên. Chàng ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: Có phải là thằng Đậu Sơn này trên trán có một cái bớt đen bằng 3 ngón tay từ Sơn Đình chạy xuống sống mũi không? Phải rồi, sao anh biết được? Hoàng Ngọc Ẩn nói:
Chắc thở thầy còn sanh tiền, không có nói cho mấy anh nghe, nên chi mấy anh không biết thằng Đấu Sơn này. Thầy nói chuyện với anh địa Đấu Sơn này, thế nào xin nói lại cho anh em tôi biết với. Hoàng Ngọc Ẩn suy nghĩ một hồi rồi nói: Đấu Sơn có cái bớt đen trên trán coi rất dị kỳ, không biết nó có tự nhiên từ thỏa lọt lòng mẹ ra hay không mà chẳng ai hay rõ được. Vì nó sanh ra ở chốn sơn cùng với tai lai vãng, chừng nó lớn lên được 16 tuổi sức mạnh lạ thường, vật cợp như vật chó. Một thầy võ thấy nó dị tướng, đoán chắc có tài nên đem về cho học võ. Nguyên thầy của nó là bạn học một thầy với thầy của chúng ta, nên chi giỏi lắm. Chính là thầy của Đấu Sơn hỏi mẹ nó về cái bớt đen, thì mẹ nó nói rằng bị thiên lôi đánh mà không chết. Câu chuyện ấy gẫm ra khó tin quá. Thầy của chúng ta có nói rằng thầy của Đấu Sơn võ nghệ đã giỏi mà biết phù pháp và nhiều thứ ngải, thế nào cũng có truyền lại cho Đấu Sơn vì nó là học trò một mà thôi. Mà thầy của chúng ta có nói với anh rằng sức anh đánh lại nó không? Tôi cũng có hỏi thì thầy phân rằng không hiểu được. Thầy lại còn khuyên tôi chớ có thử tài với nó mà e khi phải thất danh. Nếu thầy có nói như vậy thì chắc là không thể nào anh đánh lại nó. Hoàng Ngọc Ẩn vẫn có tánh háo thắng, nghe một người bạn nói như vậy thì sốt ruột anh hùng. Chàng vừa muốn vỗ ngực hứa sẽ xin đấu với Đậu Sơn. Vừa đó chàng sực nhớ đến nàng Lệ Thủy thì tự nghĩ rằng: Đậu Sơn với ta tuy không phải học chung một thầy, song cũng bởi một gốc mà ra, ta cũng chẳng nên tranh thắng phụ với nó làm gì. Nếu ta thắng thì hẳn thật ta nổi danh hơn nữa, còn có sơ sẩy mà thua thì một là thất danh thầy ta, mà ta chẳng nghe lời thầy ta đó. Lại nữa gần trót 2 năm ta lao khổ vì nàng Lệ Thủy, ngày nay gần đặt vui về cầm sắt, háo danh làm chi mà phải mang hại. Một người bạn của Hoàng Ngọc Ẩn thấy chàng ngồi có chuyện nghĩ ngợi thì hỏi rằng: Anh Hoàng Ngọc Ẩn, anh tính muốn xin đấu võ Đấu Sơn phải không? Hoàng Ngọc Ẩn cười và đáp: Nhắm chẳng ít gì mà tranh thắng phụ với nó cho mệt. Hay là anh sợ bỏ mạng trên võ đài như mấy võ sĩ khác? Hoàng Ngọc Ẩn nghe lời khiêu khích thì dường như tiếng sấm nổ vào tai, nhưng ráng dằn lòng cười mà rằng: Bạn khéo nói chơi thì thôi, nghĩa hiệp nào biết quý tử tham sanh. Chừng hai chữ nghĩa hiệp bị mũi dụi của thầy nướng đỏ mà viết nơi ngực lặn mất rồi á, thì nghĩa hiệp mới sợ sự chết mà. Bốn người bạn kia nghe Hoàng Ngọc Ẩn nói mấy lời thì đồng thốt lời rầy người bạn khiêu khích chàng mà rằng: Anh sao giỏi tài khiêu khích câu chuyện của thầy chúng ta. Anh Hoàng Ngọc Ẩn đã thuật lại như vậy, hà lý anh không nghĩ lại nói gì nữa. Anh có ngứa nghề thì xin anh đấu cho chúng em tôi xem. Gã ấy cười mà rằng: Nói gì tôi tài mọn sức hèn, phải chi tôi học võ được giỏi như anh Hoàng Ngọc Ẩn thì có chết trên võ đài cũng cam tâm. Hoàng Ngọc Ẩn tiếp rằng: Chớ chi thuở trước thầy tôi không có nói về chuyện tên Đậu Sơn thì tôi dễ ngồi yên mà để cho nó giật chức vô địch võ nghệ tại nước này. Năm người bạn của Hoàng Ngọc Ẩn nói chuyện đến đây đều giải tán ra về. Hoàng Ngọc Ẩn coi lại đồng hồ, thấy kim chỉ 9 giờ thì nói một mình rằng: Bây giờ chẳng khuya gì, để ta cải trang sửa dạng đến thăm nàng Lệ Thủy, coi nàng lãnh được số bạc của cha nàng để lại không. Dứt lời, Hoàng Ngọc Ẩn bèn sửa soạn đến nhà nàng Lệ Thủy ở. Đến nơi vào phòng, nàng Lệ Thủy gặp mặt thì chạy ra tiếp rước vào trong, rồi châu mày nói rằng: Ông ơi, khổ cho tôi lắm. Hồi sớm mai này tôi đến nô te hỏi việc lãnh bạc thì người dùng điện thoại hỏi ông quản lý Hồng Kông ngân hàng về số bạc của cha tôi để lại. Ông quản lý tính lại thì cho hay rằng số bạc ấy là 2.4 triệu đồng, vì số bạc cha tôi để khi trước là 1.9 triệu 5 muôn, đã sanh lợi trong 5 năm nay rất nhiều. Và lại một sở đất của cha tôi bán sau nhập luôn vào số bạc đó nên mới thành ra nhiều thế ấy. Ông nô te lại giấy tờ chúc ngôn của cha tôi thì cho tôi hay rằng muốn lãnh được thì phải có số bạc chồng cho bằng số bạc đó, thiếu một đồng xu nhỏ cũng chẳng được. Bây giờ biết liệu làm sao, ông còn tiền cho tôi mượn thêm chăng? Hoàng Ngọc Ẩn nghe nàng Lệ Thủy nói thì tháo mồ hôi trán, nhưng gắng gượng nói rằng: Xin cô an lòng, tôi chẳng còn, nhưng mà trong ít ngày lễ tôi giang kim mà cho cô mượn, chủ ý làm ơn thì sao cho chọn mới vừa lòng. Nói đến đây, Hoàng Ngọc Ẩn xin kiếu ra về, nét mặt giàu giàu buồn bực, chẳng biết phải làm cách nào cho có tiền mà đưa cho nàng Lệ Thủy. Hoàng Ngọc Ẩn ra khỏi khách sạn thì đi chậm rãi, dường như nghĩ ngợi điều chi lắm. Ghe phèn chàng dừng chân lại, nói chi lầm bầm trong miệng một hồi rồi mới bước đi tới. Hoàng Ngọc Ẩn càng nghĩ tới chừng nào thì trong trí não lại thêm rối loạn những sự lo lắng, thản nhiên làm cho chàng âu sầu ngày ngật. Chàng cắn răng nói thầm một mình rằng: Không, ta chẳng nên làm như vậy đâu. Đã biết rằng ta chỉ còn thiếu có 4 dẹo bạc đặng lo cho nàng Lệ Thủy chồng lãnh số bạc của cha nàng để lại mà thôi,
ta chẳng nên toan tính làm như vậy. Vì giữa tiệc cưới của Đỗ Hiếu Liêm, ta đã hứa cùng quan chánh sở mật thám, nàng Lệ Thủy, vợ chồng Đỗ Hiếu Liêm và nhiều người nữa rằng, từ ngày đó về sau, ta chẳng dụng quyền biến mà lấy bạc của ai nữa. Mà ta chẳng chịu làm như vậy thì làm sao cho có bốn dẹo bạc? Mà nếu chẳng có bốn dẹo bạc ấy thì làm sao nàng Lệ Thủy lãnh tiền ấy được? Khổ cha chả là khổ này. Hoàng Ngọc Ẩn lấy làm bức rứt trong lòng, thoạt đi ngang qua một tòa nhà nguy nga cao lớn. Chàng dừng bước trông vào thì thấy trước cửa có một tấm bảng đề ba chữ lớn như vậy: Hồng Kông Boxing, trường đấu võ Hồng Kông. Hoàng Ngọc Ẩn bèn đi ngay lại cửa, dòm vào thì thấy nơi vách có dán một tấm giấy lớn. Trong đó có vẽ hình một tay võ sĩ hình vạm vỡ, đứng thủ một thế quyền rất hùng dũng. Chàng nói thầm rằng, thủ thế này gọi là Lão Hầu Kháng Tỉnh, ấy là một thế rất hay. Để ta coi anh võ sĩ này tên gì cho biết. Hoàng Ngọc Ẩn ngó xuống phía dưới thấy có một hàng chữ như vậy: Đẩu Sơn, võ sĩ vô địch Hồng Kông. Bổn hội cho chư võ sĩ các nước hay rằng, võ sĩ Đẩu Sơn cân nổi 75 kg, chịu tỷ thí bất cứ người nào, dầu nặng cân hơn vô hại. Ai muốn đấu thì hãy thương nghị cùng ông hội trưởng, số bạc thưởng lớn lắm. Đêm nay sau khi mãn cuộc đấu võ thường rồi, Đẩu Sơn sẽ lên võ đài thảo ít đường quyền cho khán giả coi. Hoàng Ngọc Ẩn đứng nhắm nhía chân dung của Đẩu Sơn một hồi rồi nói rằng, Đẩu Sơn bộ dạng như vậy tưởng ít có ai xứng đai địch thủ. Hoàng Ngọc Ẩn đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi đi ngay lại phòng bán giấy vào cửa, hỏi người ngồi ở trong rằng, bây giờ còn mấy độ thí võ? Còn hai độ chót, độ đầu đánh võ Hồng Mao và độ chót đánh võ Tàu. Hết hai độ này thì có võ sĩ Đẩu Sơn thảo một đường quyền cho khán giả coi. Ông muốn coi cho tặng mắt thì hãy mua giấy 5 đồng, thật rất may cho ông, vì còn có một chỗ đó mà thôi. Hoàng Ngọc Ẩn liền lấy 5 đồng đổi lấy một cái giấy, đi vào cửa và tìm số ghế mà lại ngồi. Chàng vừa đặt đít ngồi, liền nghe tiếng kiển gõ một cái bon, thì có hai người võ sĩ Hồng Mao ngồi trên võ đài đứng dậy đi lại bắt tay, rồi ráp đánh xem rất kịch liệt. Cả hai đánh trọn 12 hiệp, chẳng thấy ai thắng. Đến đúng giờ thì dám cuộc định cho huề. Rồi một độ đó thì có hai người võ sĩ Tàu bước lên võ đài, dám cuộc cầm ống nói, hô lớn lên rằng, độ này đánh theo điệu võ Tàu, võ sĩ Mã Thành Long người ở Sơn Đông, cân nổi 65 kg, học trò của võ sĩ vô địch Đẩu Sơn tỷ thí với Hồng Quá Hải, cân nổi 75 kg, là tay võ sĩ có danh ở tỉnh Sơn Tây. Hoàng Ngọc Ẩn nói thầm rằng, coi độ này thì rõ biết tài của Đẩu Sơn thế nào, vì Mã Thành Long nhỏ hơn Hồng Quá Hải mà dám tỷ thí. Dám cuộc nói dứt lời rồi bảo hai tên võ sĩ ký tên trong tờ giao kết, rủi bị đánh chết trên võ đài, chẳng được kiện thưa. Tuy là đánh theo điệu võ Tàu, nhưng mà cũng chia ra làm nhiều hiệp, mỗi hiệp là 10 phút đồng hồ, đặng nghỉ cho nước quạt hơi, hầu đánh xem mới kịch liệt. Võ sĩ nào bị đánh ngã, dám cuộc đếm đủ 10 tiếng, vậy không nổi thì phải chịu thua. Chợt nghe tiếng kiện đổ một cái bon, hai võ sĩ liền bước ra rồi bái tổ. Mới vào sang qua trở lại được vài bộ chào, thì Hồng Quá Hải thừa bộ dùng miếng lưỡng túc nghịch song phi đá Mã Thành Long. Mã Thành Long không chút gì kiêng sợ, lẹ như chớp lách mình qua rồi tấn bộ quyết nhập nội. Không về Hồng Quá Hải lại bộ đá, giờ trật cẳng tiền thì cẳng hậu đá tiếp tới, Mã Thành Long giọt lên phi bộ ra ngoài. Hoàng Ngọc Ẩn khen rằng, khá khen cho Mã Thành Long lẹ, nếu chậm trễ một chút thì phải bị một đá sau của Hồng Quá Hải trúng ngay chấn thủy tan xương. Qua hiệp thứ nhì, cả hai đánh càng thêm kịch liệt. Hoàng Ngọc Ẩn thầm khen hai người luyện tập nhuần nhã lắm, nên chi tấn thối gọn gàng. Dứt hiệp thứ nhì, kế hiệp thứ ba và thứ tư tiếp nhau mà không phân thắng phụ. Qua hiệp thứ năm đánh được vài bộ thì Mã Thành Long bị Hồng Quá Hải đánh trúng một thoi ngay vào mặt rất mạnh, song chẳng thấy anh ta rúng động chút gì. Tiếng vỗ tay khen nghe ầm lên. Hồng Quá Hải nóng chí và đặng thế tiếp đánh luôn thế tiên cô vào ngay cuốn hồng. Mã Thành Long lách đầu qua tránh khỏi. Hồng Quá Hải lỡ trớn nên đánh luôn lưỡng thủ. Mã Thành Long bèn lòn đánh thế hoành đảo tiên cô, trúng mép tay Hồng Quá Hải rất mạnh. Khác nào anh ta bị chùy của Lý Ngương Bá phải té nhào. Dám cuộc đếm đủ 10 tiếng mà không sức dậy nổi. Khi đó tiếng vỗ tay rùm lên, khen Mã Thành Long. Vừa dứt, bỗng nghe một cái rầm trên võ đài. Hoàng Ngọc Ẩn giật mình coi lại thì thấy Đẩu Sơn nhảy lên đài, ôm Mã Thành Long đưa lên, tiếng vỗ tay càng nứt dậy. Hoàng Ngọc Ẩn thấy vậy, trong lòng bức rứt, trái tim nhảy dữ dội trong ngực. Chàng hồi hộp, chẳng phải chàng sợ sệt sự gì mà tức là chàng ngứa nghề lắm. Hoàng Ngọc Ẩn ngồi cứ dai trở hoài, dường như muốn nhảy lên võ đài mà xin tỷ thí tức thời đó.
Tiếng vỗ tay vừa dứt, Đỗ Sơn liền để học trò là Mã Thành Long xuống, kế giám cuộc hô lên rằng: "Bây giờ có Đỗ Sơn đây là võ sĩ vô địch cho coi sức mạnh và thảo đường quyền võ tàu cho chư thính giả xem chơi." Đậu Sơn liền cởi áo choàng dài bằng nỉ trắng, thì thấy anh ta chỉ mặc có một cái quần cục bằng nỉ đen, dưới chân mang giày tàu nhẹ nhàng. Đậu Sơn chuyển gồng thấy cả và mình gân nổi vòng lên, bộ cứng như sắt thép. Hoàng Ngọc Ẩn nói thầm rằng: "Đậu Sơn này phải mạnh hơn ta một thí." Đậu Sơn liền lui lại góc võ đài, tay mặc xách một trái sắt nặng nổi chừng 75 kg mà liền lên khỏi đầu, và khi trái sắt rớt xuống ngay mặt thì anh ta dùng tay tả mà bắt để xuống. Tiếng vỗ tay khen rùm lên. Đỗ Sơn liền thảo một đường quyền phụng sồ, xem rất gọn gàng và khuê dạng lắm. Mãn cuộc, Hoàng Ngọc Ẩn đứng dậy ra về và nói một mình rằng: "Thiệt, bấy lâu ta chưa từng thấy ai vừa mạnh lại vừa võ nghệ cao cường như Đỗ Sơn. Ta dám nhận quyết rằng lời của thầy ta nói ngày xưa không sai vậy." Hết tập 32, còn tiếp.